kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 16 tháng 7 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và ngày mai, rãnh mây dông sẽ vẫn tiếp tục gây mưa diện rộng cho khu vực Bắc Bộ. Một số nơi thuộc vùng núi như là Lai Châu, Lào Cai và Sơn La vẫn có thể tiếp tục đạt lượng mưa vừa mưa to. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở ở vùng núi cũng như là lũ trên các sông suối. Vì vậy mà bà con khu vực này cần đặc biệt lưu ý. Còn đối với các tỉnh miền Trung, trong đêm nay và ngày mai, rãnh mây dông chỉ tác động đến một số tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ như là Thanh Hóa và Nghệ An, nên các tỉnh này sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào về đêm và sáng. Còn các tỉnh thành khác, trời hầu như là ít mưa và ban ngày có nắng, tuy nhiên cường độ không quá gay gắt, với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở ngưỡng từ 33 đến 36 độ tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế và 32 đến 35 độ với khu vực từ thành phố Đà Nẵng trở vào. Thời tiết nói chung là khá thuận lợi cho lưu thông cũng như là các hoạt động thường nhật của người dân. Ở phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khu vực này vẫn sẽ xuất hiện mưa rào và dông tập trung nhiều vào chiều tối và đêm. Riêng một số nơi thuộc các tỉnh ven biển thuộc Nam Bộ như là Cà Mau đến Kiên Giang có thể xuất hiện gió giật trong cơn dông nên bà con khu vực này cần hết sức đề phòng. Và ban ngày, trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 31 cho tới 33 độ đối với khu vực Nam Bộ và 29 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên. Thưa bà con, mùa mưa với độ ẩm cao là điều kiện để nhiều loại nấm phát triển gây bệnh cho cây trồng, trong đó có bệnh phấn hồng trên cây keo tái tượng. Bệnh thường xuất hiện vào đầu mùa mưa và dấu hiệu đầu tiên bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy là có những đám màu trắng xuất hiện trên bề mặt vỏ thân cây hay cành cây ở phía bị che bóng. Sau thì vết bệnh sẽ chuyển sang màu hồng. Đến cuối mùa mưa, lớp màu hồng nhạt dần trở thành màu trắng bần, vỏ cây bị nứt ra để lộ một phần gỗ, sợi nấm xâm nhiễm vào thân, cành cây cũng như là toàn bộ lá của cây từ chỗ bị nấm xâm nhiễm lên đến ngọn bị héo, chết và có màu nâu và không rụng ngay. Đỉnh ngọn cây bị chết đổ gãy từ chỗ gốc và cây sẽ mọc chồi mới, trường hợp nặng thì toàn bộ cây có thể bị chết. Khi bệnh được phát hiện sớm thì việc phòng trừ bệnh cũng sẽ đạt được hiệu quả cao bằng việc chọn đúng thuốc diệt nấm. Tuy nhiên, phòng trừ các loại dịch bệnh thường có chi phí lớn, vì vậy bà con có thể áp dụng một số giải pháp sau đây. Khơi thông mương rãnh nhằm hạn chế rừng trồng keo bị úng ngập sau những cơn mưa lớn là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh, phát triển, lây lan và gây hại. Kiểm tra thường xuyên và phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh. Với những rừng keo bị nhiễm bệnh nặng thì bà con nên chặt bỏ toàn bộ cây bị chết hoặc nhiễm bệnh đưa ra khỏi rừng để tiêu diệt nguồn xâm nhiễm. Bà con chú ý là không trồng các giống quá mẫn cảm với bệnh gần các lô trồng keo. Hy vọng với những biện pháp trên thì bà con có thể phòng trừ bệnh phấn hồng nói riêng và một số loại bệnh do nấm trên keo tái tượng nói chung. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho tới 26 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, vùng núi sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 31 cho tới 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày sẽ có nắng gián đoạn. Riêng các tỉnh phía Bắc có mưa rào rải rác vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 33 cho tới 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 cho tới 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho tới 24 độ, cao nhất từ 28 cho tới 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho tới 26 độ, cao nhất từ 30 cho tới 33 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.